Nhưng Đức Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị em thân mến, kính thánh tâm Chúa Giêsu là kính toàn bộ kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa. Cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu diễn tả sâu xa nhất lời yêu thương của Người. Lời của Người trên thập giá: ta khát, là lời tình yêu. Mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu là tôn vinh tình yêu của Chúa một cách trọn vẹn, và có thể cùng với Thánh Gioan Thánh Sử, nhân loại hãy hô to: Thiên Chúa đã yêu thương thế nhân như thế đó. Hôm nay áp lễ thánh tâm Chúa Giêsu
Trong giờ cầu nguyện này, chúng ta cùng nhau tôn thờ Thánh Tâm Chúa. Và trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa các linh mục, chúng ta nhân các linh mục trên thế giới, các đặc biệt từng người chúng ta đang hiện diện nơi thánh đường thân yêu này, trong giờ cầu nguyện tối nay cho trái tim Chúa, để người bao bọc chở che, giữ gìn và thánh hóa. Trong tâm tình ca khen chúc tụng Thiên Chúa, cộng đoàn chúng ta cùng nhau hát lên bài ca tri ân.
Mời cộng đoàn đứng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bởi lễ là ngày chuẩn bị và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là một ngày trọng đại, những người Do Thái xin Phi-la-tô cho hạ các tử thi xuống sau khi đánh nhập ông chân. Bây giờ những người lính đến đánh nhập ông chân người thứ nhất và người thứ hai cùng mình đóng đến với Chúa Giê-xu. Khi đến gần Chúa Giê-xu, chúng thấy người đã chết nên không đánh nhập ông chân người. Nhưng một tên lính lấy ngọn dao đâm thủng cạnh sườn người và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật, để đến cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh rằng không một cái xương nào của người bị đánh dập. Và lại có lời kinh thánh khác rằng chúng sẽ nhìn vào đấng chúng đã đâm thâu qua. Đó là lời với khung cảnh cổ kính của ngôi thánh đường tân định thân yên này. Cũng là dịp mà ngôi thánh đường này đã hiện diện từ năm 1876 đến nay dưới sự bao bọc chở che của Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Khi xây dựng ngôi nhà thờ tân định này, các bậc cha ông tiền bối đã chọn Thánh Tâm Chúa Giê-xu là bổn mạng cho ngôi thánh đường này. Và biết bao thế hệ, bao nhiêu người đã lập nhận hết ơn này đến ơn khác tại nơi đây. Tối hôm nay cộng đoàn cầu nguyện của chúng ta cùng quy tụ nơi đây để nghe lời Chúa. Tin mừng Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta hình ảnh
chúng nhìn vào đấng chúng đã đâm thâu qua. Một tên lính lấy ngọn dao đâm thủng cạnh xương người và lập tức máu cùng nước chảy ra. Trong giây phút này chúng ta cũng thinh lặng và hãy ngước nhìn lên đấng đã bị đâm thâu vì chúng ta. Để rồi chúng ta thân tư với Chúa như lời thánh vịnh đã được vang lên: ân tình Chúa thiên thu vạn đàn. Lạy Chúa, Chúa đã yêu con, Chúa đã chết vì con. Từ căn xương Chúa máu và nước đã chảy ra, khơi nguồn các bí tích cho hội thánh mà chúng con hưởng nhờ. Giây phút này đây, thinh lặng bên Chúa, chúng con xin chia sẻ tâm tư rất đổi riêng tư với Chúa. Xin dành một chỗ đất riêng tư cho Chúa và con trong giây phút này. Trong cuộc sống đời thường, có biết bao nhiêu trường hợp đau khổ xảy ra: hận thù, chiến tranh, lừa đảo. Sở dĩ những điều đó xảy ra là vì con người thiếu sự yêu thương. Chúng mời gọi con người sống yêu thương, quên mình, hy sinh vì người khác, miễn người khác có được hạnh phúc. Thánh Phao-lô viết: Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta nên đã phó mình vì chúng ta. Sống với Chúa, có trái tim của Chúa, con người sẽ ở trong tình yêu thật của Ngài. Lạy Chúa, xin hành đặt trái tim con trong trái tim của Ngài, và xin Chúa cho con được một chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé trong trái tim ấm áp của Ngài. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, như
động vì cảm thương mọi người, luôn đổ tràn tình thương xuống cho nhân loại. Trái tim ấy không đầu hàng trước sự vô ơn bạc nghĩa của con người. Vì yêu, Thiên Chúa đã muốn tinh linh đâm thấu vào mở cảnh sự máu cùng nước chảy ra. Từ trái tim bị đâm thủng vì tội lỗi, chúng ta đã tôn trào ơn cứu độ đời đời cho nhân loại. Trái tim đó không đơn giản là trái tim bình thường, mà là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trái tim yêu thương như quả tim ta thổn thức trong ta, vì ta là Thiên Chúa. Quả tim ấy được cụ thể nơi trái tim Chúa Giêsu vượt qua sự hiểu biết của con người. Ấy vậy mà con người vẫn vô ơn bạc nghĩa trước sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, Ngài biết trái tim con mộng dường vụn vỡ. Trái tim con bao lần gục ngã, muốn yêu Ngài nhưng lại hay đổi thay. Nhưng trái lại, Ngài lại thương con nhiều, nhiều và thật nhiều. Dù con có những phút lỗi nghiêm nào đi chăng nữa, thì Ngài vẫn luôn thương ta.
Chúng ta cùng thinh lặng trong 5 phút. Thank you.
Sau những giây phút thinh lặng, ngước nhìn lên trái tim yêu thương của Chúa. Giờ đây lạy Chúa, xin nghe tiếng chúng con nguyện xin. Nhờ thánh thần của Ngài thêm sức cho anh em, xin cho các tín hữu nhận thức được tình yêu rộng mở của Chúa để kiên trì trong việc giữ các giới răn, biết tìm kiếm những điều thiện hảo, hầu có thể thăng hoa môi trường sống. Một tên lính lấy ngọn dao đâm thủng cạnh xương người và lập tức máu cùng nước chảy ra. Xin cho các linh mục kính mút được nguồn ơn thánh hóa từ máu và nước nơi thánh tâm Chúa Giêsu để trao ban lại nguồn ơn sủng và tình yêu cho đoàn chi tử phục vụ. Chúng sẽ nhìn vào đấng Chúa đã đâm thấu qua. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta khi ngắm nhìn cảnh Chúa chịu tử nạn thì ý thức được tình trạng tội lỗi của mình để hoan cải và quyết tâm canh tân cuộc sống. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết theo gương Chúa, tuân phục thánh y Chúa Cha để yêu mến Ngài và sẵn sàng khước từ bản thân
để yêu thương tha nhân. Như thế chúng con đã có thể đền đáp tình yêu Chúa yêu thương chúng con một phần nào. Xin cho bí tích tình yêu này hằng lôi kéo chúng con đến cùng Đức Kitô con một Chúa, để chúng con được cháy lửa yêu mến nồng nàn và biết nhận ra người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng con, người hằng sống và hiện trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban lành cho anh chị em. Buổi cầu nguyện tháng tiếp theo vào tháng 7, vào ngày thứ năm đầu tháng, vào lúc 19:30, mời cộng đoàn cùng tiếp tục để tham dự giờ cầu nguyện và hát thánh ca. Xin cảm ơn cộng đoàn đã tham dự. Cảm ơn các đoàn thiên ca đã chuẩn bị và tập hát cho những ngày qua.
Chúc mọi người